Các bạn đang nghe truyện cẩu thả thành thánh nhân, tiên quan triệu ta chăm ngựa trên kênh TV Audio CV. Chương 322, đoạn thiên cử thức, hơi thở đến từ phương xa, 3. Xem ra linh khí hạ tầng vẫn có lợi ích. Đoạn thiên phủ không đơn giản, nghe nói có liên quan đến thánh địa, Ba 000 năm nay, chỉ có vị thái thượng trưởng lão đó mới có thể kế thừa đại truyền thừa cấp bậc đó từ thánh địa, hắn cũng là sư tổ của ta. Lữ bại thiên cảm khái nói huyền thiên lão tổ thật sự lợi hại cố an nghĩ đến trọng lượng của đoạn thiên phủ lại cảm thấy hợp lý lữ bại thiên rõ ràng rất sùng bái huyền thiên lão tổ bắt đầu kể về những chiến tích của huyền thiên lão tổ hắn chưa từng gặp huyền thiên lão tổ nhưng thường xuyên nghe sư phụ nhắc đến sư phụ hắn nói rằng huyền thiên lão tổ cả đời chưa từng nếm mùi thất bại hơn nữa cho dù kẻ địch có đông đảo đến đâu huyền thiên lão tổ cũng có thể dết ra khỏi vòng vây thậm chí huyền thiên lão tổ từng nam tiến mạo hiểm nghe nói hắn đã có được tiên pháp mới trở về bế quan cố an lại biết rằng huyền thiên lão tổ căn bản không có được tiên pháp hắn ra biển mạo hiểm nhiều năm suýt nữa bị yêu vương giết chết vì vậy mới chạy trốn về định chờ đến khi đạt huyền tâm cảnh sẽ quay lại mạo hiểm đáng tiếc đến chết cũng không như ý cố an đột nhiên nghĩ đến việc đại đệ tử chân truyền đã ra ngoài lịch luyện có khi nào cũng ra biển không nghe nói đại đệ tử chân truyền đó còn lợi hại hơn cả lữ bại thiên rất có thể đã đạt đến huyền tâm cảnh tuy nhiên khi Cố An nhắc đến đại đệ tử chân truyền, Lữ Bại Thiên rất khó chịu, không muốn nói nhiều. Rõ ràng, quan hệ giữa hai người không tốt. Đang nói dở, Lữ Bại Thiên đột nhiên dừng lại. Cố An cũng cảm nhận được một luồng hơi thở mạnh mẽ truyền đến từ phương Bắc, nhưng hắn giả vờ như không biết, dù sao Lữ Bại Thiên cũng đang ở ngay trước mặt. Lữ Bại Thiên quay đầu, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, rốt cuộc vẫn đến rồi sao? Cố An nghi hoặc hỏi, cái gì đến? lữ bại thiên đứng dậy nói không có gì ta có việc phải đi trước hắn bước nhanh rời đi cố an vội vàng đứng dậy tiễn tiễn đến tận cửa cố an thấy lục linh quân cũng cảm nhận được luồng hơi thở mạnh mẽ từ phương xa lông mày nhíu chặt dường như cảm nhận được ánh mắt của cố an lục linh quân liếc hắn một cái sau đó tiếp tục quét lá cố an nhìn về hướng lữ bại thiên rời đi trong lòng tò mò không biết luồng hơi thở đó là gì không giống như hơi thở của tu sĩ có một cảm giác kỳ lạ khó tả. Trời cao xanh ngắt không một gợn mây, bên dưới là một vùng hoa nguyên mênh mông bát ngát, những khe nước đang xen trên mặt đất, nếu nhìn gần, đó là những hẻm núi sâu hung hút. Trên một mảnh đất bằng phẳng, một luồng khí đen khổng lồ lơ lửng, trông như một vết nứt. Dưới đáy của luồng khí đen là một đài trận hình tròn, đường kính hơn ba trượng, trên đó khách những phù văn huyền ảo phức tạp, linh khí cuồn cuộn khiến chúng phản xạ ánh sáng nhàn nhạt. Trước đài trận, một nhóm tu sĩ của tàng hoa giáo đang đứng chờ số lượng hơn ngàn người trong đó có giang quỳnh và tô Hàng. đứng ở phía trước nhất là một lão giả dạ áo xám tay cầm gậy gỗ lưng còng hắn ngước nhìn luồng khí đen trên bầu trời trong mắt đầy vẻ chờ đợi tàng hoa giáo chủ mạch giang quỳnh nhìn không gian dao động trong luồng khí đen vô cùng căng thẳng đã gia nhập tàng hoa giáo được một thời gian nàng hiểu rất rõ về tàng hoa giáo tổ chức này ở cửu triều chi địa chỉ là phân nhánh không thể so sánh với chủ mạch đột nhiên, một tiếng sấm dữ dội vang lên từ trong luồng khí đen, ngay sau đó, luồng khí bắt đầu mở rộng, bên trong hiện ra một mảnh thiên không màu đỏ sẫm, mơ hồ có thể thấy những đám mây âm u cuồn cuộn. Lão già áo xám đứng ở phía trước đột nhiên quỳ xuống, cao giọng hô, cung nên tôn chủ chủ mạch giáng lâm, hắn vừa quỳ xuống, các tu sĩ tàn hoa giáo khác cũng vội vàng quỳ theo, đồng thanh lặp lại lời hắn, tiếng hô của ngàn người vang dội chấn động cả đất trời. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, trong luồng khí đen xuất hiện một bóng người, hắn quay lưng về phía bầu trời màu đỏ sẫm, từng bước đi ra ngoài. Đó là một nam tử mặt trường bào màu tím bó sát, eo cuốn khăn đỏ viền vàng, trên áo in những đóa hoa quỳnh, sau lưng theo một cây hoa quỳnh, dung mạo hắn anh tuấn, thần sắc lạnh lùng cao ngạo, mái tóc trắng như tuyết búi dưới chiếc mũ ngọc tím chỉ lên trời, trên mũ khảm một viên hồng ngọc, thoạt nhìn tựa như một con mắt kinh khủng đáng sợ. Hắn chắp tay sau lưng, cúi nhìn giáo chúng bên dưới, chậm rãi nói: Ai là xích hàng trưởng lão, lão già áo xám vội vàng đáp bẩm tôn chủ chính là lão phu nam tử áo tím cao cao tại thượng không có ý định hạ xuống bình tĩnh nói tìm một người dẫn bản tọa đến thái huyền môn những người còn lại ở lại đây chờ chủ mạch giáng lâm xích hàng trưởng lão nghe vậy kích động hỏi còn có tiền bối của chủ mạch đến sao ừ đã đến lúc hoa quỳnh nở rồi luồng khí tức thần bí cách thái huyền môn quá xa thậm chí vượt quá phạm vi dò xét của thần thức đại thừa cảnh cố an không manh động Trực giác mách bảo hắn rằng, luồng khí tức đó có liên quan đến tàng hoa giáo chủ mạch. Trong khi chưa rõ thực lực của tàng hoa giáo chủ mạch, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù theo ký ức của Trung Lương và Tô Thiện, tàng hoa giáo đang chờ đợi một đại tu sĩ huyền tâm cảnh của chủ mạch, nhưng sau khi cố an tiêu diệt cây hoa quỳnh, hắn lo lắng tình hình sẽ thay đổi. Lỡ như người đến không chỉ là một đại tu sĩ huyền tâm cảnh thì sao? Hơn nữa, Thái huyền môn có nền tảng hùng hậu, chưa chắc đã cần hắn ra tay có lẽ sẽ có thái thượng trưởng lão quay về. Bỏ qua thái thượng trưởng lão, cơ sở của kê gia và cổ gia cũng thâm sâu khó lường. Khi cố an dùng thần thức tìm kiếm thái thương hoàng triều, không thể tìm thấy gia tộc chính của hai gia tộc này, ước chừng bọn họ ẩn náu trong tiểu thiên địa. Giữa đất trời này tồn tại rất nhiều tiểu thiên địa, tương đương với cấm chế không gian tiên thiên, cũng có thể dùng từ ngữ của địa cầu để miêu tả, dị không gian. Ngày thứ hai sau khi lữ bại thiên rời đi, bầu không khí của Thái Huyền Môn trở nên căng thẳng. Một lượng lớn tu sĩ kết đang cảnh, Nguyên Anh cảnh lướt qua dược cốc thứ ba, lao về phía ngoại môn, ngay cả chính thiên tài đang tu tâm trong dược cốc cũng bị triệu tập, đến từ biệt cố an. Mỗi đệ tử đều có lệnh bài thân phận của riêng mình, Thái Huyền Môn có thể thông qua những lệnh bài này để truyền mệnh lệnh cho từng người, bao gồm cả những đệ tử đang lịch luyện bên ngoài. Tiểu Xuyên đến bên cạnh cố an, căng thẳng hỏi, sư huynh, lại xảy ra chuyện lớn gì vậy? có phải tàng hoa giáo tấn công không mỗi lần hắn đến thành trì ngoại môn đều nghe thấy các đệ tử khác bàn tán về tàng hoa giáo tàng hoa giáo quét sạch ma đạo chưa từng thất bại hơn nửa hai trăm năm trước từng gây ra đại họa cho thái huyền môn tất cả đệ tử thái huyền môn đều cảm thấy bị đe dọa không rõ không cần nghĩ nhiều chúng ta cứ trồng dược thảo cho tốt nếu thật sự đánh nhau ngươi và ta cũng không thể làm được gì hãy tin tưởng tông môn cố an an ủi tiểu xuyên thấy có lý chỉ là tâm trí vẫn hướng về ngoại môn. Cố An quay người rời đi, đến hái những dược thảo đã chín. Nếu trời sập thì đã có Thái Huyền Môn chống đỡ trước, thu hoạch dược thảo mới là việc quan trọng hàng đầu. Một canh giờ sau, Cố An trở về trước lầu cát, rút thanh hồng kiếm ra, bắt đầu múa kiếm. Hiếm khi hắn luyện kiếm, thu hút không ít đệ tử chú ý, tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn đã nhận thấy nguy cơ, nên bắt trước hắn, bắt đầu luyện tập các pháp thuật của mình. Lục Linh Quân cũng nhìn Cố An, không khỏi lắc đầu chiêu kiếm của cố an vô cùng kỳ lạ trong mắt nàng căn bản không phải kiếm pháp mà giống đao pháp hơn có lẽ cốc chủ chỉ muốn xoa dịu cảm xúc căng thẳng trong lòng mà thôi lục linh quân nhìn vài lần rồi thu hồi ánh mắt nàng đi về phía dãy núi xa xa định lên đỉnh núi để quan sát ngoại môn cố an luyện không phải kiếm pháp mà là đoạn thiên thần phủ hắn cố ý cầm kiếm để che giấu tai mắt trên thực tế đoạn thiên thần phủ chưa từng lưu lại truyền thừa ở thái huyền môn không có ai sử dụng được tháng một cái ba ngày trôi qua ngày hôm đó sau khi sắp xếp xong huyền cốc cố an đến dược cốc thứ ba tiếp tục hái dược thảo dược cốc thứ ba chiếm diện tích rộng lớn đến trăm dặm dược thảo quá nhiều mỗi ngày đều có dược thảo chính mỗi lần cố an hái đều cố ý để lại một ít như vậy đảm bảo lần nào hái cũng thu được một lượng tuổi thọ đáng kể sau khi thành công thu hoạch năm ngàn năm tuổi thọ cố an sai một tên đệ tử tạp dịch mang dược thảo vào kho còn mình thì đi tìm lục linh quân ta định đến ngoại môn một chuyến ngươi có đi không cố an hỏi trước đó lục linh quân đã dặn hắn lần sau nếu hắn đến ngoại môn thì nhớ dẫn nàng theo tất nhiên lý do sâu xa hơn là cố an muốn tăng thêm một lực lượng chiến đấu cho thái huyền môn lục linh quân nghe vậy lập tức gật đầu nàng đã quan sát ba ngày từ lâu đã muốn đến ngoại môn để xem náo nhiệt cứ như vậy cố an đưa lục linh quân đến ngoại môn đến ngoại môn cố an hẹn lục linh quân chiều tối gặp nhau trước bổ thiên đài sau đó rời đi một mình thật biết điều lục linh quân nhìn bóng lưng của cố an thầm nghĩ nàng xoay người nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời phía trên cổng thành nam một đám đại tu sĩ lơ lửng sau lưng mỗi người đều có một lá đại kỳ phóng tầm mắt nhìn qua có đến ngàn người vừa khéo vây quanh toàn bộ thành trì ngoại môn những người này có tu vi thấp nhất cũng là nguyên anh cảnh, Lục Linh Quân đã từng dùng thần thức để dò xét, các thành trì ngoại môn khác cũng có tình trạng tương tự, khiến nàng cảm khái về nền tảng sâu dày của Thái Huyền môn. Với sức mạnh hiện tại của Thái Huyền môn, nàng cảm thấy bọn họ có thể quét sạch nhân gian mà nàng đến bên kia. Cố An tìm thấy chân khánh của chấp pháp đường. Chấp pháp đường không được sắp xếp để chiến đấu, mà tuần tra trong thành, ngăn cản các tu sĩ tàn hoa giáo lẻn vào chân khánh bị cố an kéo vào bên đường cố an lấy từ trong túi trữ vật ra một quyển đạo diễn công đưa cho nàng nói Tức kỹ đi về nhà rồi hãy luyện tập cho tốt đừng nói cho bất kỳ ai kể cả dịp sư thúc của ngươi chân khánh liếc mắt nhìn thấy là một cuốn công pháp lập tức phấn khởi vội vàng gật đầu nàng biết cố an có dược cốc ở nội môn thân phận của hắn tuyệt đối không phải dạng vừa công pháp mà cố an cho nàng chắc chắn không đơn giản mặc dù nàng đã tu luyện công pháp của giang quỳnh nhưng mấy năm gần đây tu vi của nàng rất khó tăng trưởng nàng cũng rất đau đầu hai thầy trò trò chuyện vài câu đơn giản rồi chia tay cố an không đi tìm diệp lan vì diệp lan đang ở phủ của đại trưởng lão để tham gia cuộc họp ngoại môn toàn bộ thái huyền môn đã bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu lý do cố an chọn ngày hôm nay để đến thành trì ngoại môn là vì hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức vượt qua hợp thể cảnh bay vào thái thương hoàng triều đang tiến về phía thái huyền môn huyền tâm cảnh đối phương bay không nhanh vì có người dẫn đường tất nhiên hắn cũng có thể đang gây áp lực cho thái huyền môn hắn tùy ý phô bày luồng khí tức mạnh mẽ của mình đừng nói đến đại tu sĩ hợp thể cảnh ngay cả hóa thần cảnh và độ hư cảnh cũng có thể cảm nhận được đây cũng là lý do khiến bầu không khí của thái huyền môn căng thẳng như vậy cố an không vội ra tay hắn muốn xem nền tảng của thái huyền môn không thể địch nhân nào cũng phải dựa vào hắn để giải quyết mặc dù giết tu sĩ có thể thu được tuổi thọ nhưng không nhiều không khác gì dược thảo, vì vậy hắn không khao khát việc giết địch. Tất nhiên, nếu địch nhân quá nhiều, hắn có thể ra tay để cướp công. Cố an đến bổ thiên đài, hắn đi đến sau lưng quỳnh mẫu quỷ, giả vờ như đang cảm nhận kiếm ý trên đài. Cố tiểu hữu, sao ngươi lại đến đây? Một giọng cười vang lên từ bên cạnh, chỉ thấy hàng minh, đại ngu kiếm cuồng cười nói. Hắn đi đến sau lưng quỳnh mẫu quỷ, trò chuyện với cố an. Quỳnh mẫu quỷ không có phản ứng gì, vẫn nhắm mắt như cũ. Mặc dù Thái huyền môn sắp sửa khai chiến, nhưng trên đài vẫn có hàng trăm tu sĩ đang ngộ đạo. Hàng Minh, độ hư cảnh tầng 5 không phát hiện ra nữ đệ tử đang ngồi bên cạnh mình là một lão quái vật hợp thể cảnh tầng 2. Sau khi khách sáo vài câu, cố an tò mò hỏi, tàng hoa giáo tấn công, sao tiền bối vẫn chưa rời đi, chẳng lẽ không sợ bị liên lụy, tàng hoa giáo là cái thái gì, trước đây đã từng bại dưới tay Thái huyền môn lần này ước chừng cũng vậy thái huyền môn ẩn giấu rất nhiều đại tu sĩ lão quái vật đến lúc đó ngươi cũng có thể xem náo nhiệt tăng cường hiểu biết về thái huyền môn hàng minh cười ha hả nói cố an nghe vậy càng thêm hiếu kỳ bắt đầu hỏi hắn về những đại tu sĩ lợi hại của thái huyền môn hàng minh lần lượt kể ra những người mà hắn biết các đệ tử xung quanh cũng không khỏi lắng tai nghe lén chính phần đệ tử thái huyền môn không biết thái huyền môn rốt cuộc mạnh đến mức nào vì thái huyền môn thực sự quá lớn quỳnh mẫu quỷ dường như cảm thấy bị quấy rầy nên đứng dậy định chuyển chỗ cố an cố ý quay lưng về phía nàng giả vờ như vô ý lùi lại va vào nàng cảm thấy va phải người cố an vội vàng quay lại nói cô nương xin lỗi quỳnh mẫu quỷ nhíu mày chỉ khẽ lắc đầu không nói gì thêm nàng đi lướt qua cố an đứng lại giọng nói của hàng minh đột nhiên vang lên ánh mắt hắn nhìn chầm chầm vào quỳnh mẫu quỷ Quỳnh Mẫu Quỷ không khỏi dừng bước. Các đệ tử xung quanh đồng loạt nhìn vào với ánh mắt nghi hoặc. Hạng Minh là một nhân vật lớn trên bộ thiên đài, mọi hành động của hắn rất dễ thu hút sự chú ý. Cố An vội vàng nói: là ta vô ý đụng phải nàng. Hạng Minh phớt lờ Cố An, ánh mắt nhìn chầm chầm vào bóng lưng của Quỳnh Mẫu Quỷ, lạnh lùng nói: các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mặc dù ngươi ẩn giấu rất tốt, nhưng vừa rồi ngươi đã để lộ khí tức trong chốc lát. Ngươi không phải người, ngươi là quỷ, là quỷ. Lời này vừa dứt. Các đệ tử xung quanh đồng loạt đứng dậy, thậm chí có người còn trực tiếp lấy pháp khí ra. Cố An nghe vậy, kinh ngạc nhìn Quỳnh Mẫu Quỷ, sau đó lùi sang một bên. Quỳnh Mẫu Quỷ xoay người, không nhìn Cố An, mà lãnh đạm nhìn Hàng Minh, nói, ngươi không phải người của Thái Huyền Môn, hà tất phải lo chuyện bao đồng, ta được phù đạo kiếm tôn chỉ điểm, tất nhiên phải báo ơn. Hơn nữa, những năm qua Thái Huyền Môn đối xử với ta không tệ, Hàng Minh cứng rắn trả lời, hắn lấy kiếm quỷ sau lưng ra, bày ra tư thế chuẩn bị khai chiến. Lúc này, ba bóng người đột ngột xuất hiện xung quanh Đàm Hoa Quỷ Mẫu, cả ba đều là độ hư cảnh đại tu sĩ, chuyên môn canh giữ Bổ Thiên Đài. Hợp thể cảnh như Đàm Hoa Quỷ Mẫu không sợ bọn họ, nàng khẽ lắc đầu, tự lẩm bẩm, thật là phiền phức, nhưng cũng gần xong rồi. Nàng đột nhiên hóa thành một luồng quỷ khí, biến mất vào hư không. Ba vị độ hư cảnh tu sĩ cũng biến mất tại chỗ, Cố An có thể cảm nhận được bọn họ di chuyển ra khỏi ngoại môn đuổi theo về phía xa. Hạng Minh không đuổi theo, hắn có thể tiết lộ đàm hoa quỷ mẫu đã là không tệ, việc truy sát là chuyện của Thái Huyền Môn. Hắn quay đầu nhìn Cố An đang kinh hồn bạc vía, an ủi, đừng lo, con quỷ đó chạy rồi chắc sẽ không quay lại đâu. Cố An gật đầu, nhưng ánh mắt không nhịn được nhìn xung quanh, như thể sợ hãi vẫn còn quỷ quái gần đó. Diễn kịch phải diễn cho trọn, Hàng Minh đi đến trước mặt hắn, vỗ vai, kéo hắn đến gần tả lân, sau đó bắt đầu kể về những lần mình trảm yêu trừ ma trước đây. Cố An thầm kêu không ổn, diễn quá rồi, muốn đi cũng khó, hắn đành phải nghe Hàng Minh khoác lác. Tả lân hiếm khi gặp được Cố An, tâm trạng vui vẻ, hai người thì thầm to nhỏ, khiến Hàng Minh tức giận quát lớn. Chuyện về đàm hoa quỷ mẫu chỉ là một đoạn nhạc dạo. Cố An luôn chờ đợi lời nhắc nhở về địch ý của thọ mệnh dự địch, chỉ cần có lời nhắc nhở về địch ý xuất hiện, thì đàm hoa quỷ mẫu đừng mong sống sót qua ngày hôm nay may mắn thay không có lời nhắc nào xuất hiện xem ra đàm hoa quỷ mẫu không nghi ngờ gì hắn tất nhiên cũng có thể đàm hoa quỷ mẫu đến thái huyền môn mà không có ác ý nàng đã đến thái huyền môn nhiều năm chưa từng gây rối trước đây khi hoàng tuyền yêu hoàng làm loạn nàng cũng không tham gia hiện tại đại tu sĩ huyền tâm cảnh của đàm hoa giáo đang áp sát nếu đàm hoa quỷ mẫu có ý xấu nàng hoàn toàn có thể mở cuộc tàn sát lớn phối hợp trong ngoài với vị đại tu sĩ huyền tâm cảnh đó chẳng lẽ đàm hoa quỷ mẫu không có quan hệ gì với đàm hoa giáo cố an vừa nghe hàng minh khoác lác vừa lặng lẽ suy nghĩ dưới bầu trời xanh cảnh sắc mùa thu gúa vàng bao phủ khắp núi sông trên từng ngọn núi từng bóng người đứng sừng sững lữ bại thiên cơ hàng thiên cũng có mặt phóng mắt nhìn đi có đến ba mươi hai người tất cả đều là đại tu sĩ của thái huyền môn ai nấy đều có khí thế phi phàm cơ hàng thiên đứng bên cạnh lữ bại thiên thấp giọng hỏi đối phương đã vượt qua hợp thể cảnh rồi sao lữ bại thiên nhìn về phía xa sắc mặt ngưng trọng nói hẳn là đã vượt qua rồi khí tức tu vi của hắn tuyệt đối không phải ta có thể so sánh mênh mông vô bờ hơn nữa không giống như vừa đột phá huyền tâm cảnh sắc mặt cơ hàng thiên trầm xuống ở đằng xa các đại tu sĩ thái huyền môn khác cũng có thể nghe thấy lời của lữ bại thiên sắc mặt họ cũng vô cùng ngưng trọng nhưng không ai sợ hãi huyền tâm cảnh thì sao chúng ta nhiều hợp thể cảnh liên thủ như vậy chưa chắc đã không có khả năng chiến đấu một lão giả thân hình thấp bé hừ lạnh nói đúng vậy sợ gì chứ gia tộc cơ thị của ta còn có đại tu sĩ đang trên đường đến đàm hoa giáo đến bao nhiêu cũng phải chết đáng tiếc lão tổ cổ gia của ta hành tung khó tìm nếu không mời được người đến thì còn gì là nguy hiểm ha ha tổ tông đều như vậy cả đâu thể tùy tiện mời họ được cũng đúng trong các thái thượng trưởng lão của tông môn chưa chắc đã không có huyền tâm cảnh chỉ là những tồn tại đạt đến cảnh giới đó đều sẽ không ở lại đây, đều phải truy tìm tiên duyên, trân trọng những năm tháng còn lại. Các đại tu sĩ hợp thể cảnh khác nhau nhau bàn tán, phần lớn bọn họ thường xuyên bế quan hoặc ra ngoài lịch luyện, rất ít khi xuất hiện ở Thái Huyền môn, ngày hôm nay đối với họ cũng là một lần hội ngộ sau nhiều năm xa cách. Lữ bại thiên lấy từ trong những trữ vật ra một lọ đan dược, trực tiếp đổ vào miệng, ngay sau đó, sắc mặt hắn bắt đầu khôi phục, trên cơ thể thậm chí còn phát ra những luồng khí nóng các đại tu sĩ khác cũng tự lấy ra đan dược pháp khí cũng có người bắt đầu bày trận thiên địa yên tĩnh trở lại chờ đợi đại chiến bùng nổ nhiều tu sĩ hợp thể cảnh như vậy không hổ là đại tông môn sừng sững mấy ngàn năm một tiếng cười nhẹ vang vọng khắp đất trời khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều thay đổi giọng nói này chính là của nam tự áo tím giáo chủ đàm hoa người chưa đến nhưng tiếng cười của hắn đã mang đến cho các đại tu sĩ hợp thể cảnh một áp lực to lớn trong thành ngoại môn Cố An từ bổ thiên đài bước xuống, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hàng Minh thật là biết khoác lác, nếu không phải Cố An nói có việc cấp, thì hắn còn phải tiếp tục nghe về truyền kỳ của Hàng Minh. Một người vốn thích nói chuyện như Cố An cũng có chút không chịu nổi, chủ yếu là nói chuyện với Hàng Minh, đều là Hàng Minh nói, hắn chỉ có thể phụ họa, mà nội dung lại không thú vị. Rời khỏi bổ thiên đài, Cố An định tìm một khách sạn trong thành để uống rượu, sau đó quan chiến. Vừa đi được vài bước, thì từ chân trời truyền đến những tiếng nổ đinh tai nhức ốc năm giây sau một trận cuồng phong ập đến khiến trận pháp của ngoại môn hiện ra cố an tăng tốc sợ bỏ lỡ trận chiến hắn chạy một mạch đến quán trọ quen thuộc bảo tiểu nhị mang rượu và thịt lên vì thái huyền môn chuẩn bị chiến đấu trong quán trọ chỉ có hai ba thực khách hơn nữa đều ngồi mỗi người một bàn cố an ngồi trước cửa sổ ánh mắt nhìn về phía chân trời thần thức vượt qua khoảng cách xa xôi khóa chặt chiến trường 32 tu sĩ hợp thể cảnh vây công một đại tu sĩ huyền tâm cảnh, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, có thể nói là kinh thiên động địa, núi rừng trong phạm vi ngàn dặm đều bị tàn phá, nhanh chóng bị san thành bình địa. Cố An bắt đầu thưởng thức bữa tiệc thị giác này, một trận đại chiến như vậy khó có thể thấy được trong hàng trăm năm. Cho dù là hắn ra tay, cũng khó có thể thấy được, bởi vì nếu không thể nghiền nát đối thủ, thì hắn sẽ không ra tay. Huyền tâm cảnh quả nhiên mạnh mẽ, tuyệt đối không phải hợp thể cảnh có thể so sánh. Nam tử áo tím kia lấy sức một người trấn áp 32 tu sĩ hợp thể cảnh của Thái Huyền Môn, bá đạo vô cùng. Cố An chú ý đến một người quen trên đỉnh núi cách chiến trường ngàn dặm. Tô Hàng Chính Tô Hàng là người dẫn đường cho Nam tử áo tím. Trước đây Cố An đã phát hiện ra, bây giờ hắn chỉ cảm thấy không hài lòng vì Tô Hàng không bỏ trốn. Tiểu tử này cũng không sợ bị chấn chết, Cố An đã cứu Tô Hàng một lần, sau này sẽ không cứu nữa làm sư phụ mà làm đến mức này đã là tận lực cho dù hôm nay tô hàng bị tru sát thì hắn cũng sẽ không ra tay sau đó cố an không quan tâm đến tô hàng nữa tập trung quan chiến không lâu sau tiểu nhị bắt đầu mang rượu và thức ăn lên cố an vừa uống được hai ngụm thì một giọng nói truyền đến ngươi lại ở đây uống rượu thẩm chân cố an không để ý đến nàng gia hỏa này gần đây viết thái huyền bí truyện ngày càng bừa bãi khiến hắn không nhịn được phải thường xuyên mang ra xem làm nhục danh tiếng Cố An. Trong Thái Huyền Môn chắc chắn còn có những người khác tên là Cố An, có lẽ họ đều hận thẩm chân thấu xương. Thẩm chân trực tiếp ngồi xuống đối diện, nàng đeo khăn che mặt, càng như vậy, càng thu hút sự chú ý, những người trong quán trọ đều không nhịn được nhìn nàng hai cái. Đại chiến sắp bắt đầu rồi, trận chiến này có lẽ còn kịch liệt hơn cả chính ma đại chiến trước đây, ta định vẽ lại quá trình đại chiến, ngươi cùng tham gia với ta đi, để ta nói cho ngươi nghe, gần đây ta ngộ ra không ít điều từ những bức tranh trước đây của ta, biết đâu ta có thể đắc đạo từ trong tranh. Thẩm chân mở miệng nói, nhắc đến ngộ đạo, giọng điệu của nàng đắc ý, nàng là đặc biệt đến tìm Cố An, từ dược cốc thứ ba đuổi theo đến đây. Cố An trả lời, thôi đi, ta không tham gia đâu, nguy hiểm quá, tu vi như ta mà đến gần chiến trường, rất dễ tan xương nát thịt. Không sao, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi tu vi gì, cũng bảo vệ được ta, dù sao ta cũng là kết đan cảnh, kết đan cảnh trên chiến trường như vậy chẳng phải cũng là pháo hôi. Khi gặp phải dư chấn của trận chiến, ngươi nhiều lắm cũng chỉ là co giật nhiều hơn ta một chút. Ngươi, được rồi, cũng có lý. Thẩm chân trợn mắt, sau đó tự rót cho mình một bát rượu, ánh mắt nàng cũng nhìn về phía xa. Nàng cảm nhận được áp lực từ trận chiến ở đằng xa, ngày càng mạnh mẽ, khiến tim nàng đập thình thịch. Rốt cuộc là trận chiến như thế nào mà có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, Cố An dùng thần thức nhìn say sưa, lửa bại thiên quả thực rất mạnh, rõ ràng không cùng một đẳng cấp với các tu sĩ hợp thể cảnh khác, cơ hàng thiên cũng không tệ, kỳ lân bộ của hắn đã đạt đến hóa cảnh, là một trong số ít những tu sĩ có thể tiếp cận nam tự áo tím. Nhưng mới chỉ khai chiến được một lúc, phe thái huyền môn hầu như ai cũng bị thương, chỉ là mức độ thương tích khác nhau, có người thậm chí bị đánh nổ nát cả thân thể, chỉ còn lại nguyên thần bày trận ở đằng xa. Xung quanh nam tự áo tím có vô số pháp khí, trong tay hắn còn cầm một cây trường thương chứa đựng sức mạnh to lớn hắn chiến đấu ung dung thoải mái cố an cảm thấy người này chưa hề dốc toàn lực đánh tiếp như vậy phe thái huyền môn sẽ phải chết hết thở dài không ổn vẫn phải để ta ra tay để có thể cày ruộng tốt hơn cố an chắc chắn không thể để thái huyền môn tổn thất nhiều đại tu sĩ như vậy trừ khi xuất hiện kẻ địch mà ngay cả hắn cũng không phải đối thủ trong tình huống đó hắn chỉ có thể bỏ trốn cố an đứng dậy nói thẩm cô nương ta ra ngoài một lát lát nữa sẽ đến tìm ngươi ngươi ở đây chờ ta đừng đi đâu nói xong không đợi thẩm chân trả lời cố an nhanh chóng rời khỏi quán trọ thẩm chân cũng không nghi ngờ gì so với cố an nàng càng tò mò về trận chiến ở đằng xa hơn cố an bước nhanh rời đi đi qua mấy con phố xác định không có thần thức nào khóa chặt mình sau đó hắn thi triển vô cực tự tại bộ di chuyển ra khỏi ngoại môn sau năm bước hắn liền tiến vào huyền thiên động phủ hắn đi vào trong ngôi nhà gỗ lấy thiên phủ gãy lên ngay sau đó trên người hắn tỏa ra ma khí màu tím đen cửu cực âm dương thân chân phải của hắn nhấc lên biến mất vào hư không trong động phủ giây tiếp theo hắn xuất hiện trên đỉnh một ngọn núi cách huyền thiên động phủ ngàn dặm cố an vung vẫy thiên phủ gãy trong tay trong lòng hồi tưởng lại chiêu thức của đoạn thiên thần phủ thôi vậy giấc hắn cần gì chiêu thức Cố An lập tức cầm thiên phủ gãy lao về phía chiến trường. Hắn định mượn thân phận của huyền thiên lão tổ để giết địch, như vậy tin tức lão tổ thái huyền môn quay về chắc chắn sẽ truyền khắp tu tiên giới, lúc đó, cửu triều chi địa, bất kỳ kẻ nào muốn đối địch với thái huyền môn cũng phải cân nhắc. Ở một nơi khác, trong thái thương hoàng triều, ầm, núi non vỡ tan, đất đá tung bay, lại một tu sĩ hợp thể cảnh rơi xuống, sống chết không rõ. Trên không trung, cơ hàng thiên và hai đại tu sĩ cơ gia khác thi triển thiên long trấn ma tướng kiềm chế nam tự áo tím cả ba đều thở hổn hển linh lực sắp cạn kiệt từ bốn phương tám hướng kim long ảo ảnh nhập đến nam tự áo tím ngạo nghễ đứng giữa không trung sau đầu hắn có một vòng tròn màu vàng lơ lửng phát ra ánh sáng chói lọi những kim long ảo ảnh vừa đến gần phạm vi mười trượng xung quanh hắn thì bị một lực lượng vô hình chấn tan thiên long trấn ma tướng thật là một thần thông hữu dụng để tình các ngươi đến từ cơ gia bổn tọa có thể không giết các ngươi nhưng nếu các ngươi vẫn cố chấp thì đừng trách bổn tọa không nể mặt cơ gia. nam tự áo tím lạnh giọng nói trong lời nói ẩn chứa sát ý thấu xương không còn vẻ khinh miệt giảo cợt như trước đối mặt với sự đe dọa của nam tự áo tím ba đại tu sĩ của cơ gia không hề nao núng tiếp tục tấn công các đại tu sĩ hợp thể cảnh khác của thái huyền môn cũng không dừng lại thề sẽ giết chết hắn tại đây Hừ, nam tự áo tím hừ lạnh nâng cây trường thương trong tay quét ngang về phía trước trong chớp mắt ma khí mênh mông bùng phát dường như bầu trời này bị ai đó vung một đường mực đen ba đại tu sĩ của cơ gia phun máu bay ngược ra ngoài thiên long trấn ma tướng của họ bị tiêu diệt tan thành mây khói ba người như những ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống đập vào dãy núi núi rung đất chuyển bụi đất cuồn cuộn bắn tung lên tám phương trời đất tám đại tu sĩ hợp thể cảnh đồng thanh hét lên phía sau họ lơ lửng tám chiếc đại chung bằng đồng cổ trên bề mặt còn hiện ra từng chiếc bóng chung bao vây phạm vi trăm dặm theo sự vận công của họ, bóng chung sau lưng họ đột một phóng to, tất cả đều cao đến ngàn trượng, hùng vĩ bá đạo. Tám bóng chung khổng lồ phát ra lực va chạm kinh khủng, chấn động không gian, khiến cả bầu trời dao động như sóng biển. Nam tự áo tím dơ thương chống đỡ, linh lực mênh mông bùng phát, tạo thành một cơn bão mạnh xung quanh, chống lại lực va chạm do bóng chung tạo ra. Vù một tiếng xé gió xé toan dãy núi, với tốc độ không thể tin được, lao thẳng đến trước mặt nam tự áo tím, khiến đồng tử hắn co lại, vội vàng nghiêng đầu, tránh đòn tấn công này. Đó là một thanh phi kiếm, nhanh như ánh sáng, người điều khiển nó là một nữ tu sĩ, áo đỏ tung bay dữ dội, mái tóc dài tung bay, trên khuôn mặt thánh khiết xinh đẹp đầy vẻ lạnh lùng, đôi mắt nhìn nam tử áo tím tràn ngập sát ý, vòng tròn vàng sau lưng nam tử áo tím bay lên, phát ra ánh sáng vàng vạn trượng, mạnh mẽ nghiền nát từng bóng chung, cả những ngọn núi trong phạm vi trăm dặm cũng bị phá hủy, mặt đất rung chuyển dữ dội. Những ngọn lửa cuồn cuộn từ bụi đất mịt mù bốc lên, hóa thành từng con rồng lửa lao về phía nam tự áo tím nam tự áo tím cười khinh bỉ hắn đột nhiên quay người đâm thương ra ken tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên trường thương đánh trúng một chiếc đỉnh bằng đồng xanh cao ba trượng bốn mặt thân đỉnh khắc hình kỳ trân dị thú toát ra khí tức hoang sơ lửa bại thiên đứng trên đỉnh vung chưởng đánh ra linh lực bùng phát như sơn hồng một bóng dáng huyền quy thần bí hiện lên trên người hắn cầm rú một tiếng chưởng phong kinh khủng đồng thời nhấn chìm nam tự áo tím huyền vũ kinh đào trưởng trưởng phong từ trên trời giáng xuống đập nát mặt đất quét ngang một đường khiến cơn sóng bụi giữa trời đất bị đẩy ra dường như muốn hủy diệt cả trời đất ầm một tiếng lữ bại thiên và chiếc đỉnh bị hất văng ra từng sợi linh lực nhỏ như kim châm đâm vào cơ thể hắn khiến sắc mặt hắn biến đổi dữ dội trong luồng khí lãng cuồng bạo nam tự áo tím như thiên thần giáng thế nhìn xuống tất cả hắn nhìn lữ bại thiên cười ngạo nghễ nói hợp thể cảnh tầng chính chết đi thì đáng tiếc làm thuộc hạ cho bản tọa lời còn chưa dứt hắn đột ngột quay đầu lại không chỉ có hắn các đại tu sĩ thái huyền môn từ bốn phương tám hướng cũng dường như cảm nhận được điều gì đó đồng loạt nhìn về một hướng cách đó ngàn dặm trên đỉnh một ngọn núi tô hàng đeo kiếm đứng trên vách đá nhìn về phía xa cảm nhận được tiếng động của trận chiến đột ngột dừng lại không khỏi nhíu mày với thần thức của hắn căn bản không thể thăm dò được trung tâm của trận đại chiến chẳng lẽ phe thái huyền môn đã thua rồi tô hàn nhíu chặt mày tâm trạng phức tạp hắn không muốn dẫn đường nhưng huyết hàn trưởng lão đã chỉ định hắn không có hắn cũng sẽ có người khác dẫn đường hắn chỉ có thể đi trên thực tế hắn cũng thực sự có oán hận với thái huyền môn thân là ngoại môn đệ tử của thái huyền môn kiếm tông của đại ngu hoàng triều muốn truy sát hắn thái huyền môn không những không bảo vệ hắn ngược lại còn ép hắn phế bỏ tu vi điều này khiến hắn thất vọng nhưng dù thất vọng đến đâu thái huyền môn cũng là tông môn đầu tiên trên con đường tu tiên của hắn hắn không muốn thấy thái huyền môn bị hủy diệt nhưng lại không thể không chấp nhận vì hắn đã gia nhập đàm hoa giáo toàn bộ giới tu tiên chỉ có đàm hoa giáo mới có thể dung nạp hắn đúng lúc tô hàn đang đau khổ một bóng người lướt qua đầu hắn nhanh quá tô hàn căn bản không nhìn rõ vừa rồi lướt qua là ai chỉ cảm thấy một bóng dáng màu tím đen thoáng qua dường như là ảo giác đó chính là cố an với tu vi của cố an há có thể để Tô Hàng phát giác. Hắn cố ý để Tô Hàng nhìn thấy, muốn dọa Tô Hàng lui đi. Đây là sự quan tâm cuối cùng của một vị sư phụ. Sau khi lướt qua Tô Hàng, Cố An đột ngột tăng tốc, chỉ trong một bước đã đến giữa không trung của chiến trường. Hắn dừng lại cách nam tự áo tím trăm trượng, ném đi một cái đạo cụ thám hiểm tuổi thọ. Kim Linh Tôn, huyền tâm cảnh tầng 2 1840 phần 4500 phần 4600 có thể tăng thêm 2300 tuổi thọ, cũng tạm được. cố an không ra tay ngay lập tức mà để nam tự áo tím và các đại tu sĩ thái huyền môn đánh giá mình. đoạn thiên phủ ngươi là ai? kim linh tôn nhíu chặt mày nhìn trầm trầm cố an trầm giọng quát. các đại tu sĩ của thái huyền môn đều nhìn về phía cố an. nghe thấy ba chữ đoạn thiên phủ cơ hàng thiên toàn thân đầy máu vừa bay lên không nhịn được kinh hỉ hét lên. huyền thiên lão tổ, huyền thiên lão tổ tất cả các đại tu sĩ thái huyền môn đều kinh động. Ngay cả lữ bại thiên đứng trên chiếc đỉnh cũng khó tin nhìn về phía huyền thiên lão tổ. Huyền thiên lão tổ vẫn còn sống, không thể nào, ngươi không phải huyền thiên lão tổ, ngươi là ai? Kim Linh Tôn nhìn chầm chầm cố an, hắn không thể nhìn thấu chân thân của đối phương, điều này khiến hắn có chút bất an. Cách đây ngàn năm, huyền thiên lão tổ tổ hỏa nhập ma đã bị tu sĩ của giáo ta giết chết, đầu của hắn còn bị treo trên cửu U Chi Lộ, ngươi rốt cuộc là ai, chẳng lẽ ngươi đã nhận được truyền thừa của đoạn thiên thần phủ, Kim Linh Tôn ép hỏi, hắn nắm chặt cây trường thương trong tay, từng luồng kình khí màu vàng bao quanh thân thương. Nghe thấy kết cục của Huyền Thiên lão tổ, các tu sĩ Thái Huyền môn nổi giận, tất cả đều bắt đầu chửi rủa Đàm Hoa giáo, nhưng Kim Linh Tôn không hề lay động, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Cố An. Cố An im lặng. Ừm, vẫn không giả vờ làm Huyền Thiên lão tổ được, đột nhiên, Kim Linh Tôn đâm thương ra, kim quang bùng phát, khiến cả đất trời mất đi màu sắc, áp lực khủng khiếp theo đó bùng nổ, gió lớn nổi lên ép các đại tu sĩ Thái Huyền môn lùi lại, đống đổ nát phía dưới một lần nữa sụp đổ, tựa như tận thế ập đến. Kim quang nóng bỏng khiến da của Lữ Bại Thiên bắt đầu lở loét, hắn kinh Hải vội vàng vận công, không chỉ có hắn, những người khác cũng vậy. May mắn thay, kim quang đến nhanh, biến mất cũng nhanh, đợi kim quang đột một biến mất, tất cả mọi người nhìn kỹ, không khỏi trợn tròn mắt. Chỉ thấy Kim Linh Tôn vẫn giữ nguyên tư thế đâm thương, còn bóng dáng ma ảnh thần bí kia thì xuất hiện bên cạnh hắn đoạn thiên phủ đã lơ lửng trên cổ hắn toàn thân kim linh tôn cứng đờ trên khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc sao có thể nhanh quá hắn là huyền tâm cảnh vậy mà hoàn toàn không thể bắt kịp tốc độ của đối phương điều quan trọng nhất là một lực áp chế không tưởng bao trùm hắn khiến linh lực của hắn không thể thoát ra ngoài cơ thể đây chính là thần thông của cố an huyền hoàng long uy huyền hoàng long uy là thần thông được mộ ra khi diễn hóa công pháp huyền hoàng long khí kết hợp với áp lực của đại thừa cảnh tầng chín Kim Linh Tôn huyền tâm cảnh tầng hai mạnh mẽ căn bản không thể chống cự. Phe thái huyền môn đều bị cố an trấn áp, nỗi sợ hãi khó tả bao trùm tất cả mọi người. Lý trí hồi phục, họ nhận ra đối phương thi triển chính là ma ảnh thần công. Thiên thu các có đại năng như vậy sao, cố an tay phải cầm rìu, lơ lửng trên cổ Kim Linh Tôn, tay trái từ từ dơ lên, tác bay mũ quan trên đầu hắn, sau đó nắm lấy mái tóc dài của hắn. Lần này, trong Kim Linh Tôn vô cùng thảm hại, không còn chút phong thái ngạo nghễ như trước ngươi mạch chính của đàm hoa giáo ta sắp đến ngươi thực sự muốn dính vào kim linh tôn rung giọng nói trong mắt đầy vẻ sợ hãi nhưng hắn còn chưa nói hết câu tập một tiếng cố an trực tiếp chém đầu hắn máu tươi phun ra đôi mắt kim linh tôn mở to đoạn thiên phủ trong tay cố an vung lên gây ra một luồng kình phong kinh khủng càng quét xa hàng chục dặm khiến bụi đất dọc theo đường đi nổ tung cổ của kim linh tôn bắt đầu bốc cháy ngọn lửa màu xanh từ đáy đầu và phần cơ thể ở cổ cháy lên một bên cháy lên một bên cháy xuống kim linh tôn phát ra âm thanh nặng nề khàn khàn nguyên thần của hắn điên cùng muốn nhảy ra ngoài nhưng căn bản không thể thoát ra khỏi cơ thể xèo một tiếng cố an buông tay lấy chiếc những trữ vật của đối phương sau đó nhìn kim linh tôn bị thái thanh chân hỏa thiêu đốt chưa đầy năm giây kim linh tôn đã bị thiêu thành tro chỉ còn lại một trái tim lơ lửng giữa không trung, vẫn đang đập. Huyền tâm, cố an bắt lấy trái tim huyền tâm này, ném vào túi trữ vật. Hắn quay người chuẩn bị rời đi. Đợi đã, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi giúp chúng ta, hay là có thù với đàm hoa giáo? Nếu là điều sau, sao không liên thủ? Cửu U Chi Lộ đã mở ra, thực sự tai ập đến rồi, chúng ta phải đoàn kết lại, cơ hàng thiên vội vàng hét lên, những người khác cũng nhìn về phía cố an, thấp thỏm không yên trong mắt lại lộ ra vẻ mong đợi cố an không nói gì mà phát ra kiếm ý mênh mông của mình kiếm ý vừa ra đất trời biến sắc những cây cỏ hoa lá rung rinh ở phía xa đều đứng im phù đạo một lão giả rung giọng nói trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ không đợi ông ta nói xong cố an bước một bước liền biến mất giữa đất trời cơ hàng thi ngây người tại chỗ rơi vào trạng thái mơ hồ phù đạo kiếm tôn lại dễ dàng giết chết kim linh tôn như vậy hắn nghĩ đến việc trước đây mình từng đuổi theo phù đạo kiếm tôn không buông trong lòng hắn tràn ngập xấu hổ sợ hãi may mắn thay đó là người phe mình nếu không hắn đã chết không toàn thay đồng thời trong lòng hắn dâng lên sự tò mò chưa từng có phù đạo kiếm tôn rốt cuộc là người như thế nào hắn có thân phận ra sao ở thái huyền môn ngoại môn thành trì trong quán trọ thẩm chân đang uống rượu Cố An vừa mới rời đi không lâu. Đột nhiên, trong thành bột phát ra từng luồng khí tức mạnh mẽ, khiến toàn thành chấn động, rất nhanh sau đó trận chiến nổ ra, kinh hãi các đệ tử khác trong quán trọ vội vàng đứng dậy rời đi. Thẩm chân nâng mắt nhìn, ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ, thấy trên bổ thiên đài phía xa có hai tu sĩ đang giao chiến, thanh thế to lớn, ngày càng nhiều đệ tử Thái Huyền môn đáp xuống các mái nhà, bắt đầu bày trận, bảo vệ các công trình trong thành. Loạn rồi, thú vị thật thẩm chân thấy ngoại môn đại loạn không hề hoảng sợ ngược lại còn hứng thú quan sát một lúc sau cố an vội vã chạy vào nói đều đánh nhau rồi sao ngươi không trốn đi những tên gián điệp đàm hoa giáo ẩn nấp trong thái huyền môn bắt đầu gây rối chúng tưởng rằng kim linh tôn đã kết thúc trận chiến nào ngờ kim linh tôn đã chết những chuyện sau đó có thể hoàn toàn giao cho thái huyền môn vì vậy cố an chỉ giả vờ hoảng sợ thẩm chân lấy bút mực giấy ra cười nói ngươi cùng vẽ với ta xem ai vẻ đẹp hơn nếu ngươi có thể khiến ta hài lòng ngươi muốn loại dược thảo gì ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi lời của thẩm chân không làm động lòng cố an vẽ lại quá trình chiến đấu của người khác đắc tội quá lớn mà hiện tại hắn không thiếu dược thảo cao cấp trừ khi thẩm chân lấy ra dược thảo bậc bảy để hấp dẫn hắn thẩm chân đến từ đạo thiên giáo của đại ngụy hoàng triều khoảng cách xa xôi biết bao truyền một câu nói không biết phải mất bao lâu cố an mở miệng nói hoàn thành hỗn loạn ta nào có tâm tư vẽ tranh, thẩm cô nương, chúng ta vẫn nên tìm một nơi ẩn nấp đi, để tránh tiếng nổ ầm ầm đột một cách ngang lời cố an, toàn bộ khách điếm rung chuyển dữ dội, bụi đất cuồn cuộn từ ngoài cửa sổ ập vào, nhấn chìm hai người cố an. Thẩm chân ôm eo cố an lao nhanh ra khỏi khách điếm, đến sân sau của khách điếm. Cố an muốn thoát khỏi tay nàng, nhưng bị nàng ôm chặt, chỉ thấy ánh mắt nàng nghiêm trọng, nhìn về phía sau khách điếm, thấp giọng nói, đừng động đậy. Cố an bất đắc dĩ. Ngươi còn muốn bảo vệ đại tu sĩ đại thừa cảnh tầng chính như ta?" Thẩm Chân nhíu mày, tay trái từ trong túi trữ vật lấy ra một cây sáo, theo ánh mắt nà nhìn lại, một bóng người từ trong đám bụi đất bên kia khách điếm bay ra. Cố An nhớ hắn, một đệ tử nội môn mộ kiếm ở Bổ Thiên Đài, tên là Trương Hồng, mỗi lần Cố An đến Bổ Thiên Đài đều có thể thấy hắn, không ngờ hắn lại là gian tế của Đàm Hoa giáo. Trương Hồng lau vết máu nơi khóe miệng, quay đầu liếc nhìn hai người Cố An, lập tức vung kiếm chém đến một đạo kiếm khí xuyên thủng mái hiên lao về phía hai người thẩm chân kiếm khí này quá nhanh nhanh đến mức thẩm chân chỉ có thể theo bản năng nâng sáo lên đỡ ầm uhm, kiếm khí nổ tung toàn bộ khách điếm bị sập bụi đất bốc lên ngút trời trương hồng nhảy vọt lên nhanh chóng chạy trốn từng bóng người từ phía sau lao đến truy đuổi không ngừng phóng tầm mắt nhìn ra toàn bộ thành trì ngoại môn chìm trong loạn chiến ngay cả đại trưởng lão lữ tùng hãng cũng đang chiến đấu Đại trận hộ thành trên trời vặn vẹo dữ dội, dường như sắp vỡ tung. Kiếm khí tan đi, Thẩm Chân kéo Cố An đi ra, hai người vô cùng chật vật. "Thẩm cô nương, ngươi không sao chứ?" Cố An lo lắng hỏi, thực ra hắn có thể nhìn ra thương thế của Thẩm Chân sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Trương Hồng là tu vi nguyên anh cảnh tầng 1, phi Thẩm Chân đỡ được kiếm khí vừa rồi, nhưng cũng bị nội thương. Có thể lấy tu vi kết đang cảnh đỡ được một kiếm của tu sĩ nguyên anh cảnh thẩm chân cũng có chút bản lĩnh. Cái cầm dưới lớp khăn che mặt của nàng đang nhỏ máu, nàng giả vờ bình tĩnh, thản nhiên nói, ta là thánh nữ của đạo thiên giáo, sao có thể bị kẻ vô danh tiểu tốt làm bị thương, chúng ta trước tiên tìm một nơi ẩn nấp đã. Nàng buông tay phải ra, sau đó bước nhanh về phía trước, cố an theo sát phía sau. Toàn thành đang chiến đấu, hai người cũng không tiện phi hành, chỉ có thể đi bộ xuyên qua các con đường. May mắn thay, bọn họ gặp được đệ tử chấp pháp đường, được đệ tử chấp pháp đường dẫn đến một cung điện ngầm, bắt đầu lánh nạn, cung điện ngầm này rất lớn, còn có nhiều đệ tử khác ở đây lánh nạn, phần lớn đều là đệ tử tạp dịch. Thẩm Chân tìm một chỗ, ngồi xếp bằng, từ trong túi trữ vật lấy ra một bình đan dược, uống xong thì bắt đầu vận công chữa thương. Cố An không quấy rầy nàng, mà là quét mắt nhìn cung điện ngầm này, xác định không có gì bất thường, hắn mới ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại, dùng thần thức quan sát trận chiến. Không chỉ thành trì ngoại môn này loạn mà toàn bộ Thái Huyền Môn cũng loạn, các thành đều đang đại chiến. Lữ Bại Thiên và những người khác cảm nhận được động tĩnh của Thái Huyền Môn cũng đang trở về. Không có Kim Linh Tôn Giả trợ giúp, Thái Huyền Môn nhất định sẽ vượt qua cuộc nội loạn này, chỉ là trong quá trình này sẽ có một số người chết. Thần thức của Cố An chủ yếu chú ý đến dược cốc thứ ba và huyền cốc. Huyền cốc nằm ngoài ngoại môn, không gặp phải mối đe dọa, bởi vì hiện tại là đám gián điệp đàm hoa giáo đang quấy phá bên trong Thái Huyền Môn. Dược cốc thứ ba thì có người bảo vệ, cổ vũ dẫn theo một nhóm tu sĩ bảo vệ dược cốc thứ ba, trận chiến đã bắt đầu. Chỉ cần không làm tổn hại đến dược thảo, cố an lười ra tay, thái huyền môn cũng cần rèn luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Các thành nhanh chóng chấm dứt tranh đấu theo sự trở về của các đại tu sĩ hợp thể cảnh. Chưa đầy một nén nhang, thành trì ngoại môn nơi cố an đang ở không còn tiếng động chiến đấu. Một bóng người từ đường hầm chạy ra, kinh hỉ hô, trận chiến kết thúc rồi mọi người có thể ra ngoài nghe vậy các đệ tử đều nở nụ cười tất cả đều đứng dậy dìu nhau đi ra ngoài thẩm chân cũng đứng dậy nàng nhìn cố an nói sao ngươi không chủ động đỡ ta nhìn người khác kìa cố an đang nghe truyện trên tv audio cv cười nói ta cảm thấy ngươi không bị thương đến mức đó đợi về dược cốc ngươi có thể chọn một lô dược thảo coi như lời cảm ơn vì đã bảo vệ ta lúc nãy thẩm chân cười cười không nói gì cùng cố an đi về phía đám người rời khỏi cung điện ngầm cố an đến trên đường hắn ngẩng đầu nhìn trên trời mây đen cuồn cuộn từng con rồng lửa do linh lực hình thành đang bay lượn vô cùng hùng vĩ tựa như tiên linh bảo vệ thành trì cố an nhìn thấy bóng dáng của một đại tu sĩ hợp thể cảnh lơ lửng trên không trung cao mấy ngàn trượng trước đây khi đối chiến với kim linh tôn giả người này vô cùng chật vật bây giờ lại tỏ ra vẻ oai phong lẫm liệt vô địch thiên hạ thẩm chân ngước mắt nhìn xác định chiến loạn hoàn toàn chấm dứt rồi mới nói với cố an ta phải về rồi tốt nhất ngươi cũng nên về sớm đi nói xong nàng quay người rời đi nàng giả vờ nhẹ nhàng đến khi ra khỏi tầm nhìn của cố an cố an rõ ràng cảm nhận được nàng đột nhiên tăng tốc thương thế của thẩm chân ước chừng phải nghỉ ngơi vài tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục cố an bắt đầu đi dạo khắp nơi nơi hắn đi qua trong thành rất nhiều tòa nhà bị hủy hoại đệ tử qua lại ít nhiều đều bị thương, đang kiểm tra toàn thành. Cố An có thể cảm nhận được khí tức của chân khánh, Diệp Lan, hai nữ đều không bị thương, vì vậy hắn không có ý định đi tìm bọn họ. Luồng khí tức thần bí cảm nhận được cách đây mấy ngày vẫn còn, bởi vì cách thái thương hoàng triều quá xa, Cố An cũng không rõ luồng khí tức đó có lai lịch gì. Hắn phỏng đoán có liên quan đến cửu U Chi Lộ. Trước khi chết, Kim Linh Tôn Giả nói giáo chủ đàm hoa sẽ sắp đến, cũng tức là, kiếp nạn này mới chỉ bắt đầu sau này có thể sẽ xuất hiện nhiều đại tu sĩ huyền tâm cảnh hơn đúng là thời buổi rối ren cố an cảm khái trong lòng ánh mắt hắn đột nhiên bị một bóng người ở phía xa hấp dẫn có một đệ tử đang đi trong đám đông hắn trông có vẻ bình thường dáng người diện mạo tu vi đều không nổi bật đi trên phố rất ít người chú ý đến hắn sở dĩ cố an bị hắn hấp dẫn là bởi vì trên người hắn có một luồng khí tức không thể nói rõ thành lời Khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc Ném một cái thăm dò thọ mệnh xem thử Vũ Quyết, trúc cơ cảnh tầng 263 phần 280 phần 310 Thọ mệnh cực hạn như vậy ở ngoại môn cũng không tính là nổi bật Cố an nhìn Vũ Quyết Nhanh chóng hiểu được vì sao khí tức của đối phương lại mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc Ngộ đạo, đối phương vậy mà đang ngộ đạo Thảo nào đi trên đường, toàn thân có vẻ mơ hồ Cố an hứng thú, luôn nhìn chầm chầm Vũ Quyết muốn quan sát trạng thái ngộ đạo từ góc độ của người ngoài cuộc trước đây hắn cũng từng ngộ đạo sau lần ngộ đạo đó hắn không rõ bản thân mình đã xảy ra biến hóa gì dù sao hắn thỉnh thoảng cũng dùng thọ mệnh để nâng cao bản thân cho dù có biến hóa cũng dễ dàng bị che giấu không phân biệt được là tạo hóa của chính mình hay là sự lột xác do thọ mệnh diễn hóa mang lại cố an bắt đầu đi theo vũ quyết hai người cách nhau mấy trượng đi qua từng con đường cố an đột nhiên cảm nhận được khí tức của vũ quyết tăng lên một bậc sự tăng lên này không phải là trên phương diện tu vi, mà là một biến hóa huyền diệu khác. Hắn theo bản năng lại ném một cái thăm dò thọ mệnh về phía đối phương. Vũ Quyết, trúc cơ cảnh tầng 263 phần 280 phần 340 hả, thọ mệnh cực hạn vậy mà tăng thêm 30 năm, đây vẫn là lần đầu tiên cố A nhìn thấy thọ mệnh cực hạn của một người tăng lên. Đây chính là biến hóa do ngộ đạo mang lại, thảo nào hàng minh nói sau khi ngộ đạo, kiếm đạo tiến triển vượt bậc, ước chừng ngay cả tư chất và ngộ tính cũng được nâng cao. Cố An kinh ngạc, hắn càng thêm hứng thú với vũ quyết. Trên hoa nguyên, hơn ngàn tu sĩ đàm hoa giáo tập trung trước trận đài, mỗi người thì thầm to nhỏ, ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng lại nhìn về phía vết nứt màu đen trên trận đài. Luồng hắc khí kia đã biến mất, nhưng trên không trung lại lưu lại một khe nứt không gian màu đen, bên trong phản chiếu bầu trời tối màu đỏ sẫm, tựa như lối vào của một thế giới khác. Xích hàng trưởng lão ngồi xếp bằng ở phía trước nhất, lông mày hơi nhíu lại. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy bất an hắn cố gắng bình ổn tâm tình sau đó nhắm mắt luyện công mặt trời lặn mặt trăng mọc một đêm trôi qua sáng sớm một tiếng bước chân xuất hiện trên trận đài khiến xích hàng trưởng lão mở mắt ra không chỉ có hắn rất nhiều tu sĩ cũng theo bản năng mở mắt nhìn lại kim linh tôn giả đã chết tập hợp tất cả giáo chúng đàm hoa giáo tụ học tại nơi này một giọng nói lạnh lùng truyền vào tai tất cả mọi người Người nói là một nữ tử mặc hắc y, trên mặt đeo mặt nạ, trên mặt nạ khắc hoa văn đàm hoa. Lời này vừa dứt, giáo chúng Đàm Hoa giáo xôn xao. Bọn họ biết Kim Linh Tôn giả chính là tôn hiệu của nam tự áo bào tím lúc trước, người đó trông có vẻ lợi hại như vậy, mới chỉ vài ngày, vậy mà đã chết rồi, Thái Huyền Môn mạnh mẽ như vậy sao? Giang Quỳnh trong đám người cũng nhíu mày, cảm thấy kinh ngạc trước nội tình của Thái Huyền Môn. Sắc mặt Xích hàng trưởng lão đại biến, nhưng hắn không nghe người tại chỗ mà đứng dậy ban lệnh, chuẩn bị tập hợp đàm hoa giáo. Lúc này, lục linh quân ở Thái Huyền Môn cũng đang kinh ngạc. Tin tức về việc phù đạo kiếm tôn tru sát ma đầu đàm hoa giáo đã lan truyền trong môn, khắp nơi đều có đệ tử tán dương chuyện này, có đệ tử nội môn còn đặc biệt đến trên dược cốc thứ ba, lớn tiếng truyền đạt công tích này, khiến đệ tử trong cốc phấn chấn, lại bắt đầu bàn luận về sự cường đại của phù đạo kiếm tôn. Mà Cố An cũng nhân cơ hội rời đi, bay về thành trì ngoại môn. Sau khi vào thành, hắn tiến lên nhanh chóng, vòng vo một hồi, đến một con đường. Chỉ thấy vũ quyết trước đó ngộ đạo đã dừng bước, đang đứng dưới một gốc cây cổ thụ, đối mặt với thân cây, không biết đang suy nghĩ gì. Cố An có thể cảm nhận được hắn đã tỉnh khỏi trạng thái ngộ đạo, bây giờ ước chừng đang sắp xếp suy nghĩ. Vũ quyết, trúc cơ cảnh tầng 263 phần 280 phần 540, thọ mệnh cực hạn từ 310 năm tăng lên 540 năm, gần như gấp đôi, Cố An vô cùng tò mò, rốt cuộc hắn đã ngộ ra điều gì nghĩ vậy cố an giả vờ đi ngang qua đến sau lưng hắn quan tâm hỏi huynh đài ngươi không sao chứ vũ quyết vừa nghe quay người lại thần sắc của hắn có chút hoảng hốt xua tay nói không có gì ta chỉ đang suy nghĩ công pháp lơ đỉnh thôi nói xong hắn cười ngượng ngùng ôm quyền hành lễ với cố an rồi xoay người rời đi cố an nhìn bóng lưng của hắn không đuổi theo chỉ là âm thầm quyết định sau này sẽ quan sát người này nhiều hơn. Thọ mệnh cực hạn 540 năm vẫn chưa đủ để nổi bật từ ngoại môn, hãy xem sau này hắn có tiếp tục ngộ đạo hay không. Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi Kim Linh Tôn tấn công. Từ ngày đó, Thái Huyền Môn vẫn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, triệu hồi nhiều đệ tử, mỗi ngày đều có đệ tử lướt qua huyền cốc và dược cốc thứ ba. Huyền cốc, trong lầu cát. Cố An đang nghe Diệp Lan kể về chuyện giới tu tiên, nàng nhắc đến Cửu U Chi Lộ. Nghe nói trên thế gian có một con đường thông thẳng đến Cửu U Âm phủ, con đường này được gọi là Cửu U Chi Lộ, Thần Hoa giáo đã mở ra lối vào Cửu U Chi Lộ, nằm ở Vô Trần Hoa Nguyên của Đại Chiêu hoàng triều, hiện tại các tu sĩ Thần Hoa giáo đều đang tiến về Vô Trần Hoa Nguyên, không biết Thần Hoa giáo muốn rút lui hay có âm mưu gì khác, Thái Huyền môn đã phái một nhóm đệ tử đi điều tra. Nhắc đến Cửu U Chi Lộ, trong mắt Diệp Lan hiện lên một tia hy vọng. Cố An không khỏi tò mò hỏi: Ngươi dường như rất khao khát Cửu U Chi Lộ, Diệp Lan trả lời, nghe nói Cửu U Chi Lộ có thể vượt qua vô biên hải vực, đến một vùng nhân gian rộng lớn khác, nơi đó ẩn chứa tiên duyên, nếu nói ta không có chút nào suy nghĩ thì chắc chắn là nói dối, thần hoa giáo đã dựa vào Cửu U Chi Lộ để chiêu mộ rất nhiều tu sĩ nhập giáo, nhưng ta cảm thấy với tư chất của mình, đi Cửu U Chi Lộ, họa nhiều hơn phúc. Nàng chuyển giọng, lại bắt đầu nói về phù đạo kiếm tôn. Theo tin tức nàng có được ở chấp pháp đường, phù đạo kiếm tôn đã thể hiện ra năng lực đứng đầu toàn môn nghe nói nếu không có phù đạo kiếm tôn ra tay thái huyền môn có thể đã gặp phải nguy cơ diệt môn vừa nói nàng vừa quan sát sự thay đổi thần thái của cố an cố an nghe rất say mê dường như phù đạo kiếm tôn không hề có liên quan gì đến hắn nửa canh giờ sau diệp lan đứng dậy rời đi nàng còn phải quay về chấp pháp đường để nhận nhiệm vụ của mình tiễn nàng đi xong cố an bước vào rừng đến khu vườn của dương nga hôm nay Dương Nga lại đến ngoại môn, nàng vẫn đang điều tra thân phận của phù đạo kiếm tôn, cố an không tiện nói cho nàng biết Tô Thiện đã chết, đành để mặt nàng đi. Đợi một năm sau, Tô Thiện không đến tìm nàng, lúc đó, nàng sẽ hiểu rằng mình đã được giải thoát. Cố an nhìn đám hoa quỳnh trên mặt đất, cẩn thận quan sát. Hắn có thể cảm nhận được hoa quỳnh đang thúc đẩy một loại linh khí đặc biệt, tạm thời hắn không thể phân biệt được loại linh khí này là tốt hay xấu mỗi tu sĩ gia nhập thần hoa giáo đều sẽ nhận được một đám hạt giống hoa quỳnh, trồng hoa quỳnh cũng là một cách để lập công. Hoa quỳnh rốt cuộc có tác dụng gì, ngay cả giáo chủ thần hoa giáo trung lượng cũng không rõ. Thần hoa giáo lưu lại ở chốn cửu triều chỉ là con rối của dòng chính, bọn chúng không biết gì nhưng lại mỗi người một kỳ vọng. Cố an hái một đóa hoa quỳnh, sau đó bước vào bát cảnh động thiên, đến trước cây thương đằng. Hắn đặt hoa quỳnh dưới gốc cây, để cây thương đằng cảm nhận, mau lấy ra, mau lấy ra giọng nữ của cây thương đằng vang lên, ngữ khí yếu ớt mà vội vàng. Cố An kinh ngạc hỏi, ngươi là linh thụ cấp 7, lại sợ một bông hoa cấp 6 sao, hơi thở của nó, rất đáng ghét, ta không thích, cây thương đằng ngắt quãng trả lời. Nghe vậy, Cố An giơ tay thu hoa quỳnh vào trong túi trữ vật. Hắn ngồi xuống, giơ tay kéo chiếc vòng tay trữ vật ở không xa lại, bắt đầu kiểm kê di sản của Kim Linh Tôn bác cảnh động thiên có rất nhiều túi trữ vật những trữ vật đều là chiến lợi phẩm cố an thu được khi giết địch chỉ có nơi này là địa bàn của hắn thích hợp để cất giấu những thứ không thể để người khác biết tuy nhiên cố an lục tung một lần cũng không tìm thấy thông tin nào về hoa quỳnh đành phải bỏ cuộc nhưng hắn lại tìm thấy một cuốn đan phổ hắn lấy ra cẩn thận đọc hắn đã luyện thành thái thanh đan đạo thuộc luyện đan đã đạt đến cảnh giới tông sư chỉ cần có đan phương hắn có thể dễ dàng luyện chế ra đan dược đang đọc được một nửa, tay hắn dừng lại. Đang ma hoa quỳnh, mùa đông lạnh giá cuối cùng cũng đến, tuyết trắng rơi xuống nhân gian, không ngừng xóa nhòa màu sắc của thế gian. Thiên nhai cốc. Cố An vừa hái xong một đám linh thảo, thành công thu hoạch được gần vạn năm tuổi thọ, khiến tâm trạng hắn vui vẻ. Thiên nhai cốc có trận pháp đặc biệt, tuyết không thể rơi vào, cũng đỡ được không ít phiền phức. Cố An để tôn đại chuyển hết linh thảo vào trong kho còn hắn thì đi đến viện của la hồn và dịch lưu vân hai người này đang uống rượu nói chuyện về cửu u chi lộ cửu u chi lộ đã thu hút sự chú ý của các tu sĩ cửu triều nghe nói các triều các phái đều phái người đến điều tra nhưng lối vào cửu u chi lộ bị các tu sĩ thần hoa giáo bao vây tất cả đều thất bại trở về la hồn nhíu mày nói dịch lưu vân liếc nhìn cố an đang đi đến sau đó nói với la hồn đây cũng là chuyện tốt ít nhất không cần thái thương hoàng triều phải gánh chịu áp lực từ thần hoa giáo một mình la hồn gật đầu nói thế lực đứng sau thần hoa giáo chắc chắn sẽ vượt qua cửu u chi lộ đến đây đây sẽ là kiếp nạn của cửu triều hơn nửa người của ta đã truyền tin đến hiện tại khắp nơi các triều đều xuất hiện hoa quỳnh hệ hoa quỳnh chính sẽ hấp dẫn yêu ma quỷ quái tụ tập cũng không biết rốt cuộc thần hoa giáo có mục đích gì cố an đến ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện về giới tu tiên hắn tò mò hỏi Hoa Quỳnh có truyền thuyết tà ác gì không? Trước đây hắn tưởng rằng thần Hoa Giáo chỉ là tranh quyền đoạt lợi với Thái Huyền Môn, bây giờ hắn mới nhận ra giả tâm của thần Hoa Giáo lớn hơn nhiều. Trước khi chưa rõ thực lực của thần Hoa Giáo dòng chính, Cố An không dám đi vào cửu U Chi Lộ. Dịch Lưu Vân nhíu mày nói, ta từng nghe một truyền thuyết, Hoa Quỳnh là hoa của âm phủ, tượng trưng cho cái chết, luân hồi, khi nhân gian xuất hiện Hoa Quỳnh, tức là sắp xảy ra đại kiếp nạn, rất nhiều sinh linh sẽ phải chết. La Hồn nói, hiện tại cửu triều đã ban hành lệnh tiêu diệt Hoa Quỳnh, bất kể thần Hoa Giáo có mục đích gì, việc Hoa Quỳnh xuất hiện trên diện rộng nhất định phải bị ngăn chặn. Nghe vậy, Cố An mới yên tâm. Thiên hạ chi nan, đương nhiên nên thiên hạ cùng gánh, hắn không muốn một mình lo lắng. Cả thiên hạ đều đang tiêu diệt Hoa Quỳnh, hắn cũng phải góp vui. Sau này buổi tối sẽ ra ngoài tiêu diệt Hoa Quỳnh, kiếm thêm tuổi thọ, còn có thể cứu giúp muôn dân, trăm lợi mà không có một hại. La Hồn và Dịch Lưu Vân tiếp tục nói về thần hoa giáo, Cố An thì ngồi bên nghe, thông qua lời của hai người, hắn nghe được rất nhiều cái tên. Cửu U Chi Lộ tái hiện nhân gian, khiến giới tu tiên các triều dậy sống, nhiều đại tu sĩ bế quan tìm tu bắt đầu xuất quan. Thần hoa giáo đã trở thành tai họa của cửu triều. Thậm chí có những lão quái vật sống hơn ngàn năm tuyên bố muốn tiêu diệt thần hoa giáo. Đây cũng là chuyện tốt, thần hoa giáo trở thành kẻ thù của mọi người, những người bị chiêu mộ có lẽ sẽ dao động nhân cơ hội thoát khỏi thần hoa giáo mãi đến khi trời tối cố an mới quay về huyền cốc hắn dùng thần thức quét qua thần sắc kỳ lạ dương nga vậy mà đã đốt hết đám hoa quỳnh nàng trồng khu vườn đó vẫn còn lưu lại cho tàn chẳng lẽ dương nga đã tỉnh ngộ cố an không đi hỏi dương nga mà quay về phòng đêm khuya cố an bắt đầu dùng thần thức quét khắp thái thương hoàng triều tìm kiếm hoa quỳnh vừa quét một cái, ngay cả hắn cũng bị dọa sợ. Sao tự nhiên lại xuất hiện nhiều hoa quỳnh như vậy, tháng trước rõ ràng không có, Cố An lập tức biến mất trong phòng, đi tiêu diệt hoa quỳnh. Sau hai bước, hắn đã đến một khu rừng cách đó vạn dặm, gần đó có một thôn trang, hoa quỳnh hầu như đều tập trung ở gần các thôn trấn. Hắn hái một đóa hoa quỳnh, chỉ thu được một năm tuổi thọ. Những hoa quỳnh này sinh trưởng cực nhanh, rõ ràng không hợp lý có lẽ đã bị một loại sức mạnh nào đó vắt kiệt tiềm năng, khiến tuổi thọ còn lại không nhiều. Một năm thì một năm, góp gió thành bão, Cố An bắt đầu càng quét hoa quỳnh. Sáng sớm, Cố An xuống lầu, toàn thân tinh thần phấn chấn. Đêm qua hắn đã thu hoạch được hơn 4 vạn năm tuổi thọ, đủ thấy hoa quỳnh nhiều đến mức nào. Hắn cùng với các đệ tử khác tập luyện, Dương Nga cũng đến, chỉ là nàng yếu xìu, rõ ràng đang mang tâm sự. Sau khi luyện tập xong, dương nga tìm đến cố an nói rằng mình chuẩn bị rời đi ngươi định đi đâu cố an nhíu mày hỏi dương nga trả lời làm một số việc cố an nhắc nhở gần đây thần hoa giáo gây loạn cử triều thiên hạ chuẩn bị cùng nhau tiêu diệt ngươi phải tránh xa chuyện này dương nga gật đầu nói yên tâm đi ta không có quan hệ gì với thần hoa giáo nói xong lời này nàng chăm chú nhìn cố an có những lời chưa nói rõ nhưng cả hai đều hiểu ý của đối phương. Một nén hương sau, Dương Nga đã thu dọn xong đồ đạc, rời đi. Cố An đứng trước cửa sổ, nhìn theo hướng nàng rời đi, cảm thấy lần này chia tay, lần hai người gặp lại chắc sẽ còn rất lâu sau. Cùng lúc đó, trên vô trần hoa nguyên xa xôi, quỷ khí mờ mịt, hình thành mây đen che phủ bầu trời, từng đàn quả đen lướt qua không trung. Lý Nha đeo bắt hải trọng kiếm đứng trên vách núi, nhìn xuống biển người đông mịt phía dưới, lông mày hắn nhíu chặt. Giáo chúng thần hoa giáo xung quanh đều lùi lại, dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, một cây đại thụ cao ngất mọc lên, rõ ràng là cây hoa quỳnh. Cây hoa quỳnh này so với cây hoa quỳnh mà Cố An đã dết càng lớn hơn, thân cao hơn 500 trượng, ngọn cây chui vào trong mây đen. Cây hoa quỳnh khổng lồ đứng sừng sững sau khe nước màu đen, càng thêm kinh khủng đáng sợ. Hừ, quả nhiên đã trồng cây hoa quỳnh, một tiếng hừ lạnh vang vọng khắp đất trời, khiến tất cả mọi người đều lạnh lẽo trong lòng. Giang Quỳnh quay đầu nhìn lại, thấy một đạo kiếm quang chói lọi từ chân trời lao đến, xé toạc biển mây, thế không thể cản nổi, Dắt về phía cây hoa quỳnh. Một bóng người xuất hiện trước cây hoa quỳnh, chính là nữ tự áo đen đeo mặt nạ, nàng cầm một cây kim sử, đẩy về phía trước, linh lực mênh mông bùng nổ, mạnh mẽ ngăn cản kiếm quang cách đó vài dặm, khiến không gian xung quanh kiếm quang bị vặn vẹo. Dưới đêm tuyết, trong núi sâu, Cố A ngồi xổm xuống, hái đoá hoa quỳnh cuối cùng giữa đống tuyết rồi ném vào túi trữ vật. Lại chỉ thu hoạch được một năm tuổi thọ, nhưng hắn không hề bất mãn, bởi vì tháng này hắn đã thu hoạch được gần 500 ngàn năm tuổi thọ, tổng tuổi thọ một lần nữa vượt quá 10 triệu năm. Thật quá đã, sau đêm nay, trên danh nghĩa của Thái Thương Hoàng Triều sẽ không còn hoa quỳnh. Trong vòng một tháng, số hoa quỳnh hắn hái được vượt quá một triệu, có một nửa thậm chí không có nổi một năm tuổi thọ, vừa mới mọc ra không lâu. Cố an không hái, tu sĩ của thái thương hoàng triều cũng sẽ tiêu diệt cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy là hái đánh cược vận may hắn không thể không quan tâm đến sự an nguy của thiên hạ thương sinh không cho người khác tiêu diệt hoa quỳnh hơn nữa hắn cũng kiên kỵ quỳnh hoa giáo mạng có thể từ từ tích lũy nhưng nếu kế hoạch của quỳnh hoa giáo thành công mà hắn lại không có sức chống đỡ thì coi như xong trong rừng cây tối tăm cố an vương vai sau đó đi về phía thành trì gần đó đã gần sáng hắn dự định sẽ dạo chơi trong thành. Lúc nào cũng ở trong dược cốc cũng không phải là chuyện tốt, thỉnh thoảng ra ngoài ngắm phong cảnh, ngắm cảnh sắc dị vực, cũng có thể giúp hắn tăng thêm cảm ngộ. Từ sau khi tình cờ gặp vũ quyết ngộ đạo, Cố An vẫn luôn suy ngẫm về chuyện ngộ đạo. Hắn cảm thấy ngộ đạo ngoài dựa vào cơ duyên, còn liên quan đến kinh nghiệm sống. Mặt trời từ từ mọc lên. Thành trì cách đó trăm dặm bắt đầu vang lên tiếng ồn ào, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Giữa trưa, Cố An ngồi ở lầu 2 của khách điếm uống rượu, hắn ngồi ở vị trí gần cửa sổ, vừa hay có thể nhìn thấy các hiệp khách giang hồ đang rao hàng trên đường, nhìn họ biểu diễn võ nghệ. Có người thì có giang hồ, dù ở trong Thái Thương hoàng triều, ai cũng biết đến sự tồn tại của tu tiên, nhưng chính phần người không thể tu tiên, điều này cũng dẫn đến sự ra đời của võ lâm, họ độc lập với giới tu tiên, có sự đặc sắc riêng, cũng có ân quán riêng. Trong toàn bộ thành trì, Cố An chỉ cảm nhận được ba vị tu tiên giả hơn nữa cũng giống như hắn giả làm phàm nhân giới tu tiên đang phải đối mặt với mối đe dọa từ quỳnh hoa giáo vô số yêu ma ở ngoài chính triều đang ham he mà người phàm bách tính lại không bị ảnh hưởng tuổi thọ của họ đa số cũng chỉ mấy chục năm đời này qua đi có lẽ yêu ma đại kiếp vẫn chưa đến đây chính là sự khác biệt giữa tiên và phàm tu tiên giả và phàm nhân sống trong những quy tắc thời gian khác nhau cố an suy nghĩ kỹ về sự khác biệt giữa tiên và phàm trong lòng dâng lên vô vàng cảm khái. Hắn muốn thử xem, liệu bản thân có thể dựa vào cách suy nghĩ này để tiến vào trạng thái ngộ đạo hay không? Tuy nhiên, hắn ngồi cả một ngày, vẫn không thể tiến vào trạng thái ngộ đạo, nhưng hắn cũng không cảm thấy lãng phí thời gian. Thỉnh thoảng ngồi xuống, không nói gì, cảm nhận muôn hình vạn trạng của nhân gian, cũng có một loại thú vui khác. Hoàng hôn lại buông xuống, trận tuyết rơi đã ngừng cả ngày lại bắt đầu rơi lã tả. Cố An đứng dậy, để lại bạc rồi rời đi. Hắn không rời khỏi thành ngay, mà bắt đầu dạo phố, len lỏi giữa dòng người, để mặt tuyết rơi trên người, hắn đắm chìm trong hồng trần nhân gian. Mãi đến sáng hôm sau, Cố An mới trở về cốc. Đến được dược cốc thứ ba, Cố An đã nhìn thấy các đệ tử tụ tập cùng nhau, vô cùng náo nhiệt. Từ xa, hắn nghe thấy các đệ tử đang thảo luận về Thái Thượng Trưởng Lão. Một vị Thái Thượng Trưởng Lão trở về, tin tức này khiến toàn bộ Thái Huyền Môn chấn động, thân phận của vị thái thượng trưởng lão đó cũng đã được công bố, thái thượng trưởng lão sống 1.500 tuổi, tu vi có thể nói là thông thiên triệt địa. Hiện tại, Thái huyền môn đang phải đối mặt với mối đe dọa từ Quỳnh Hoa Giáo, sự trở về của thái thượng trưởng lão khiến sĩ khí của Thái huyền môn tăng cao. Thiên hạ chính tông lại khôi phục được khí thế ngạo thị thiên hạ, vị thái thượng trưởng lão này đạo hiệu là huyền tuyền, được gọi là huyền tuyền lão tổ. Cố An đoán rằng sở dĩ hắn quay về là vì Thái Huyền Môn đã thông báo cho hắn biết Huyền Thiên Lão Tổ bị Quỳnh Hoa Giáo sát hại. Nghe một lúc, Cố An tiếp tục hái dược thảo. Trong quá trình hái dược thảo, hắn vẫn còn dư vị cảm ngộ hai ngày này. Mặc dù không tiến vào trạng thái ngộ đạo, nhưng hắn đã thêm được một đạo phù văn vào Huyền Tâm. Huyền Tâm có thể ngưng tụ thần thông, Cố An đạt đến đại thừa cảnh tầng chính, nhưng thần thông này vẫn đang trong quá trình ấp ủ, ngưng kết thần thông, không dựa vào tu vi mà dựa vào cảm ngộ. Hắn đã có ý tưởng, sau này không ngừng hoàn thiện, thần thông sẽ tự ngưng tụ thành. Ba ngày sau, Cố An đến tàn thư đường của ngoại môn, trưởng lão Lưu thường như thường lệ, đích thân tiếp đại hắn. Đã mấy tháng không gặp, Cố An phát hiện hắn già đi rất nhiều, sắc mặt cũng giảm sút. Lưu thường, trúc cơ cảnh tầng 9 258 phần 270 phần 340 nhìn tuổi thọ của đối phương, Cố An khẽ thở dài trong lòng. Rõ ràng lưu thường là dựa vào đan dược để nâng cao tu vi Cho nên tuổi thọ thấp hơn những người cùng cảnh giới Chung sống với nhau nhiều năm như vậy Quan hệ giữa hai người rất tốt Đã trở thành bạn bè vong niên Đối với việc lão hữu sắp sửa qua đời Hắn không khỏi có chút bâng khuân Tuy nhiên, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Hắn sớm muộn gì cũng sẽ lần lượt tiễn biệt những người xung quanh Con đường trường sinh định sẵn là cô độc Dù sau này có thể tìm được cách thay đổi cực hạn tuổi thọ nhưng cũng chỉ là nâng cao mà thôi muốn cho người khác trường sinh bất tử khó biết bao cố an cũng không thể chuyển tuổi thọ của mình cho người khác sự cô độc nằm trong dự liệu này không khiến cố an đau buồn ngược lại càng khiến hắn kiên định hơn càng như vậy hắn càng phải sống sót hắn muốn thay thế cố nhân để nhìn ngắm nhân gian sau vạn năm nhìn ngắm sự đặc sắc sau trăm vạn năm rồi lại nhìn ngắm cảnh biển nương dâu sau ngàn vạn năm lưu lão đây là quyển cuối cùng của thái huyền tiên tôn cố an lấy từ trong túi trữ vật ra một cuốn sách cười nói lưu thường nhận lấy sách tò mò nói ta còn tưởng ngươi sẽ đợi thêm vài năm nữa sao lại xuất bản nhanh vậy câu chuyện cũng nên khép lại vừa hay kết cục là nhân vật chính liên thủ với thiên hạ để trừ ma trả lại thái bình cho thế gian chẳng phải rất phù hợp với thế cục hiện tại sao cố an cười nói hắn ngừng một chút nói mặc dù ta tư chất tầm thường không có sức mạnh để xoay chuyển càng khôn nhưng nếu có thể khơi dậy ý chí chiến đấu của thiên hạ cũng coi như đã đóng góp một phần sức lực nhỏ bé lưu thường không lật sách mà tán thưởng nói sách của ngươi đã ảnh hưởng đến rất nhiều người trước khi có ngươi tu sĩ rất ít khi đọc những cuốn sách ngoài tu hành phan an chi danh đã có phong thái của thánh hiền lưu lão nói đùa rồi làm gì có chuyện khoa trương như vậy ha ha ngươi sẽ viết gì trong quyển sách tiếp theo tạm thời không muốn viết sau này hãy tính cũng đúng kiệt tác ngẫu nhiên mới thành không thể vội được. Hai người tùy ý trò chuyện, Lưu Thường bắt đầu nhắc đến cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp nhau, Cố A nghe rất chăm chú, cũng đáp lại rất chân thành. Nói chuyện được hai canh giờ, Lưu Thường đột nhiên nói, sau khi sắp xếp ổn thỏa quyển sách cuối cùng của Thái Huyền Tiên Tôn, ta sẽ từ chức trưởng lão, chuẩn bị rời khỏi Thái Huyền Môn, về quê thăm thú. Vào môn 240 năm, không biết quê hương có thay đổi hay không. Hắn đã linh cảm được đại hạn của mình. Trước khi chết ai cũng muốn lá rụng về cội. Cố An không khỏi nghĩ đến Trình Huyền Đan, trước khi đại hạn đến, Trình Huyền Đan cũng một mình rời đi. Vậy thì chúc trưởng lão Lưu thuận đường. Cố An khẽ cười nói, như thể không biết đại hạn của Lưu Thường sắp đến. Từ biệt Lưu Thường, Cố An lại đến Đan Dược Đường. Hắn không bước vào Đan Dược Đường, chỉ đứng trên đường phố nhìn bản hiệu của Đan Dược Đường. Vì Lưu Thường, hắn nghĩ đến Chu Thanh Lô chu thanh lô là trưởng lão của đan dược đường cũng là người chịu trách nhiệm giao dịch với cố an hắn cũng không còn sống được bao nhiêu năm điều này có nghĩa là trong những năm tháng sau này cố an sẽ liên tục tiễn biệt cố nhân đứng ở nơi này cố an rơi vào trạng thái quên mình không biết đã qua bao lâu cố an đột nhiên bừng tỉnh tầm nhìn khôi phục một tên đệ tử đang đứng trước mặt hắn chính là vũ quyết người trước đây đã ngộ đạo vị huynh đài này ngươi ổn chứ vũ quyết cẩn thận hỏi hắn đi ngang qua nơi này bị trạng thái của cố an thu hút hắn nghi ngờ cố an đã tiến vào trạng thái ngộ đạo giống như hắn sau khi đến gần hắn mới phát hiện người này chính là đệ tử mà hắn đã gặp vào ngày hắn kết thúc ngộ đạo duyên phận thật kỳ diệu ngày đó vị đệ tử này gặp hắn ngộ đạo hôm nay hắn gặp vị đệ tử này ngộ đạo vũ quyết nảy sinh hảo cảm với cố an hắn cố ý canh giữ ở gần đó không để người khác quấy rầy hắn đã canh giữ được một lúc thấy cố an đột nhiên mở mắt hắn còn tưởng mình đã quấy rầy cố an có chút bồn chồn lo lắng vừa rồi cố an thực sự đã tiến vào trạng thái ngộ đạo huyền tâm của hắn lại thêm được một đạo phù văn hắn nhìn vũ quyết cười nói ta không sao chúng ta đã gặp nhau chưa nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha